Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Còn hiện nay gia đình của Tú Anh, Tú Anh ơi, đang có 20 triệu, anh Lâm Hùng tặng 2 triệu, tôi tặng thêm 8 triệu nữa là 30 triệu. Dạ. Nha. Hy vọng rằng đó là những cái tình cảm để có thể tạo thêm nhiều cái động lực cho mấy con phát triển nữa. Cuộc sống này vô cùng khó khăn các con ạ. Nó không đơn giản như ta nghĩ đâu. Rồi đây các con sẽ thấy vô cùng vất vả nữa. Nhưng không phải vất vả ta dừng lại. Bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua vất vả khó khăn đó để chúng ta trưởng thành. Và chắc chắn trên con đường các con đi sẽ có rất nhiều người sẽ cùng đồng hành với các con. Đó là những trái tim nhân hậu, những lòng nhân ái của hàng vạn, hàng triệu khán giả. Chúc mừng các con. Mái ấm gia đình Việt luôn luôn che chở, đem đến sự yêu thương tất cả mọi người. Và ngày hôm nay, sau những khó khăn bộn bề của cuộc sống, mái ấm gia đình Việt lại tiếp tục chia sẻ một phần quà. Tôi nghĩ rằng phần quà này rất giá trị trong mỗi gia đình ngày hôm nay. Chúc mừng cho cả ba gia đình chúng ta đã vượt qua những thử thách của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những giá trị giải thưởng. Mời Lâm Hùng. Dạ. Đây là phần quà 15 triệu của chương trình Mái ấm gia đình Việt dành tặng cho chị và cháu. Và có phần quà của em dành tặng riêng cho cháu nữa. Dạ. Đây. Đây là 1,5 triệu chú gửi tặng cho con. Rồi con. Chúc cho gia đình chị, chúc cho cháu sẽ đạt được những ước mơ. Và nhờ chương trình Mái ấm gia đình Việt này, Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ cho gia đình cũng như cho cháu thành công hơn nữa. Xin lỗi là lúc nãy cô cũng có đóng góp vô để sửa cho con. Con cảm ơn cô. Trả nợ. Rồi. Và bây giờ thì là giải thưởng này dành cho hai con. Cô mong rằng là hai con là cố gắng nghị lực ha, làm bình an, mạnh khỏe và công việc học hành của hai con cũng tốt hơn ha. Còn nãy chú làm tròn 2 triệu cho con nữa, chú gửi cho tặng cho con 2 triệu nha. Chúc cho hai đứa con sẽ đạt được những ước mơ của mình nha. Rồi. Chú về chỗ đây. Gia đình của em non, chị Mỹ Quyên tặng 1,5 triệu, anh Lâm Hùng 1,5 triệu là 18 triệu. Chú Quỳnh Linh làm tròn số là hôm nay gia đình con có 20 triệu. Còn hiện nay gia đình của Tú Anh, Tú Anh ơi, đang có 20 triệu, anh Lâm Hùng tặng 2 triệu, chú tặng thêm 8 triệu nữa là 30 triệu. Dạ. Nha. Hy vọng rằng đó là những cái tình cảm để có thể tạo thêm nhiều cái động lực cho mấy con phát triển nữa. Cuộc sống này vô cùng khó khăn các con ạ. Nó không đơn giản như ta nghĩ đâu. Rồi đây các con sẽ thấy vô cùng vất vả nữa. Nhưng không phải vất vả ta dừng lại. Bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua vất vả khó khăn đó để chúng ta trưởng thành. Và chắc chắn trên con đường các con đi sẽ có rất nhiều người sẽ cùng đồng hành với các con. Đó là những trái tim nhân hậu, những lòng nhân ái của hàng vạn, hàng triệu khán giả. Chúc mừng các con. Còn bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời đại diện tập đoàn Hoa Sen, giám đốc tỉnh Sóc Trăng, anh Phan Thanh Nhã sẽ tặng 50 triệu đồng cho gia đình của em Nam. Xin chúc mừng tập đoàn Hoa Sen trao phần quà 50 triệu đồng cho gia đình chúng ta. Xin kính chúc chị mau khỏe và con nuôi dưỡng ước mơ của con thành công nha. Như vậy là hôm nay chúng ta đã trọn vẹn qua với những cái niềm vui dành cho ba gia đình, đặc biệt là em Non, em Tú Anh và em Nam. Ba hoàn cảnh khó khăn đã mất mát người thân trong cuộc sống này. Trên màn hình chúng tôi đang chạy số tài khoản cả ba gia đình quý vị. Chúng ta hãy chia sẻ một chút gì đó dành cho ba gia đình ngày hôm nay nữa. Cảm ơn Lâm Hùng và Mỹ Quyên rất nhiều về sự nỗ lực của các bạn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ nhớ và các bạn mãi về những cái đóng góp đó cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm xúc Lâm Hùng thế nào? Dạ, em rất là xúc động và cảm ơn chương trình Mái ấm gia đình Việt đã cho Lâm Hùng được góp mặt cùng anh chị em trong chương trình hôm nay để ủng hộ cho ba gia đình và xin chúc mừng ba gia đình. Em cũng cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái chương trình rất là ý nghĩa và lan tỏa sự yêu thương khắp đất nước mình. Thậm chí là có thể là những bà con ở khắp nơi ở ngoài nước ngoài xem được chương trình ở trên nền tảng số. Cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn Mỹ Quyên và Lâm Hùng rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi những niềm vui này. Chúng tôi sẽ nhớ mãi quý vị và hy vọng rằng trong cuộc sống này chúng tôi sẽ chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa trên khắp mọi nẻo đường đất nước.
Cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sơn Home đồng hành với chúng tôi. Chương trình Mám Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị hãy đón xem và ủng hộ chúng tôi, ủng hộ các gia đình đang gặp khó khăn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mời ông gia đình yêu thiêng liêng, nhà sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình.